mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngày xưa, có một người đi ra bằng thuyền, nhìn thấy có hai con cá đang để trong một cái chậu gỗ của chủ thuyền. Hai con cá đang bơi qua bơi lại, thoải mái, vô tư. Có thể đến trưa sẽ bị giết làm thịt. Người đó mới nói với chủ thuyền rằng, bán hai con cá này cho tôi được không? Chủ thuyền nói, được chứ, nhưng giá của hai con cá này rất mắc, hai con phải 300 đồng. Ông cần dùng lúc nào thì tôi sẽ nấu nướng giùm ông. Người này liền lấy ra 300 đồng tiền giao cho chủ thuyền để mua hai con cá này. Ngay lúc đó, người ấy không đành lòng ăn thịt chúng nên nói rằng, hôm nay tôi không muốn ăn cá, anh đừng vội làm thịt. Một ngày sau, chủ thuyền lại hỏi, hôm nay anh có ăn thịt cá không? Người ấy trả lời, không không, hôm nay tôi ăn chay. Thật ra, người này không có ăn chay, chỉ vì anh ta nhìn thấy hai con cá bơi qua bơi lại trong chậu, trông rất dễ thương, cho nên đã không nỡ ăn thịt chúng. Nếu đem hai con cá giết thịt, thì thấy thương chúng vô cùng, nên mới nói dối là hôm nay ăn chay. Cuối cùng, anh ta đã thả hai con cá này xuống sông để chúng trở lại cuộc sống tự do. Lại một ngày sau, trong lúc thuyền đang đi trên giữa dòng sông lớn này, bỗng dòng tố kéo đến, cuồng phong nổi dậy, sóng cao ngút trời. Người trên thuyền đều kinh hãi, mất cả hồn vía, tất cả quỳ xuống lạy xin trời cứu mạng. Thì đột nhiên trên mây xuất hiện hai chữ giả chay. Mọi người trên thuyền đều nhìn thấy rất rõ ràng. Có người đã hỏi, người nào trên thuyền của mình giả ăn chay vậy? Là ai vậy? Ai vậy? Sau khi hỏi vài tiếng như vậy, người ấy suy nghĩ, tôi đã nói dối Quan Âm ăn chay, chắc là đã xúc phạm luật trời. Nếu giấu giếm không đói ra, như thế không phải đã làm hại mọi người hay sao? Cho nên tức thì lớn tiếng trả lời, là tôi. Mọi người liền nói, ngươi hãy nhảy xuống sông đi. Rồi có người liền xô anh ta xuống sông. Ngay lúc đó, kể cũng là, không biết từ đâu trôi dạt đến đó một miếng ván. Người rơi xuống sông, lại an nhiên bám chặt lấy tấm ván. Một cơn gió lớn đã đẩy anh ta vào bờ, được người khác cứu sống. Nhìn lại chiếc thuyền giữa dòng sông, đã chịu không nổi sóng to gió lớn và bị lật úp. Người ở trên thuyền đều bị nhấn chìm xuống đáy sông làm mồi cho cá. Quý vị hãy suy nghĩ xem, một người chỉ giả bộ nói mình ăn chay thôi, tức là chỉ trong một giây phút nào đó đã khởi lên tấm lòng từ bi, cũng đã cứu được sinh mạng của mình rồi. Ha ha ha, 问什么的说呵